Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị một cái mẫu loa cây đến từ Yamo. Yamo là một trong những thương hiệu audio đến từ đất nước Đan Mạch nha quý vị. Và cái dòng loa này Bi thấy nó chuyên làm về dòng loa cột, loa cây rất là nhiều luôn. Và model ngày hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị là một dòng loa mới hiện đại nha. Và nó đã được qua sử dụng rồi. Và model của dòng này là S807. S807 Warner nha quý vị, màu của nó là màu Warner. Còn rất là đẹp luôn, đã qua sử dụng nhưng mà cực kỳ đẹp nha. Đây là hai cái lưới của nó, lưới của nó là những cái dòng mới như thế này, nó dùng lưới hit 500 nha quý vị. Bây giờ Bi quay kỹ lại cái đôi loa này quý vị nghe xem nha. Rồi sau đó Bi tiếp nhạc. Và dòng này thì với thiết kế chiều cao 91, chiều sâu 25 và chiều rộng là 19 nha quý vị. Nó có hai loa bass với đường kính 13 và một loa treble. Cực kỳ đẹp luôn. Cái lưới như thế này chúng ta để vào đây thì nó sẽ hít lại ha. Nha quý vị. Nào. Đây. Quay ngược thì nó không hít quý vị ạ. Quay ngược thì nó không hít tại vì nó thiết kế thêm hai cái này. Trên cái loa này là loa trép rồi 500, nhưng mà quay ngược lại không hít tại vì nó không có đúng với từng loa quý vị ạ. Lỗ thông hơi nằm phía dưới nha. Và cái đế của nó còn luôn, đây là cái đế bằng kim loại nha quý vị. Còn rất là đẹp luôn, bao riêng tuyệt đối cho quý vị chưa qua sửa chữa nha. Và mức giá ngày hôm nay Bi bán là 6.400.000 nha quý vị. Không có chỗ chê, đẹp không có chỗ chê luôn. Và công suất của dòng này là nó dao động từ 100 đến 200W maximum trên một loa. Độ nhạy 90dB và trở kháng là 8 ohm nha. Gân này là gân câu sâu hết nha quý vị. Bây giờ đi quay cái sau quý vị nhìn. Quá là đẹp luôn quý vị thấy không? Đẹp không trở trên. Mặc dù hàng đã qua sử dụng rồi. Đây. Quý vị đang xem cái tên của nó này, S807 Warner. Và quý vị thấy nó có 4 trạm gắn loa, nhưng mà nó không phải thiết kế để chơi bi quay như quý vị. Bởi vì quý vị thấy giữa cái hai trạm trên và hai trạm dưới nó không có cái cầu nối lại với nhau. Cái mục đích của hai cái trạm trên này là quý vị để dùng cho thêm một cái đôi loa nữa. Thì chúng ta gắn trực tiếp vào đây. Nếu như không gắn qua âm ly thì chúng ta gắn trực tiếp vào đây. Một hai đầu vào đây và hai đầu vào cái loa kia nha quý vị. Không phải dùng cho bi quay nha, mà tác dụng của nó là như vậy. Còn chúng ta chơi như thế này thì chúng ta phải gắn cầu dưới nha quý vị. Chúng ta phải gắn hai cái trạm dưới chứ không gắn hai trạm trên nha. Gắn hai trạm dưới. Còn ai có loa nhỏ thích gắn vào thêm đây thì quý vị gắn. Mức giá 6.400.000. Rất là đẹp luôn, có một đôi nha quý vị. Một đôi thôi. Đây quý vị nhìn nè. Ngân bát này là bát 13 nha quý vị. Hai bát mic. Nghe nhạc rất là hay luôn, cực kỳ hay. Với mức giá 6.400.000. Và đây là cái bộ dây loa của mình. Bộ dây loa này là dây bãi mic với model là Terminator 3 nha quý vị. Nó dài 2,5 m mỗi bên. Dây rất là to, rất là bự luôn. Và nó chỉ có cái trạm bắp chuối như thế này thôi. 1.200.000 một bộ nha quý vị. Một bộ 5 bếp. Mỗi vé là 2,5 m. Rồi bây giờ Bi test nhạc luôn. Bi bấm bài nhạc để quý vị nghe đôi loa này nhé. Và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Thank you.
nắng ơi sương chiều rơi, tưởng là phút vui ôi như cơn mơ, nỗi đau nghẹn lời buồn theo cơn gió, những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu, nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau. Và trong đêm tối long lanh những ánh sao rơi lặng im, nhẹ như gió em môi em run run hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau, bóng em dần sâu núi đồi vút cao. Ôi những dấu yêu thương tháng năm in ẩn lối quen. Y bác test một đoạn nhạc như vậy nha quý vị. Và quý vị thích thì alo cho Bi. Bi rất là ấn tượng về cái kiểu cách thiết kế của hãng Yamo quý vị. Những cái đời loa tầm trung tầm khá một tí, thiết kế rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp về cái kiểu rất là trau chuốt về cái kiểu dáng quý vị ạ. Rồi số điện thoại của mình là 0907386304 nha quý vị. Quý vị nào đang cần một cái dòng loa cây với mức giá bình dân như thế này thì alo cho mình nhé.